Hiện nay các trường đại học đưa ra rất nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội cho thí sinh bước vào cánh cửa đại học. Tuy nhiên, việc có quá nhiều lựa chọn cũng khiến không ít thí sinh cảm thấy bối rối. Vì vậy, thí sinh cần phải bình tĩnh, cân nhắc điều kiện của bản thân để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành học, trường đại học mà mình yêu thích. Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Thủ Dầu Một, năm nay trường áp dụng 4 phương thức gồm xét học bạ, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo tổ hợp môn, xét tuyển thẳng, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Mỗi phương thức lại có các hình thức tuyển sinh và quy định chỉ tiêu cụ thể. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2022 là 5.500 sinh viên cho 54 ngành học, trong đó có 6 ngành đào tạo bằng tiếng Anh. Từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 cũng đã nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ cho là xét học bạ, xét học sinh giỏi, còn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi năng lực là phải đợi kết quả. Thế thì bây giờ để làm sao mình có tăng cơ hội lên thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều cái phương thức để chúng ta tận dụng cái thế mạnh của mình. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, có tới 20 phương thức xét tuyển khác nhau để học sinh lựa chọn. Chính sự đa dạng này gây ra khó khăn cho các em trong việc nắm bắt thông tin. Đặc biệt, năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ một lần. Sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em sẽ có khoảng 6 tuần cân nhắc trước khi điền vào phiếu lựa chọn nguyện vọng. Việc đăng ký dự thi và xét tuyển thực hiện an toàn trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phần mềm chung sẽ lọc ảo với tất cả phương thức để mỗi thí sinh trúng tuyển nguyện vọng cao nhất. Đối với các trường đại học xét tuyển riêng, thí sinh chú ý đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển cho cơ sở đào tạo nếu được yêu cầu. Gặp những cái khó khăn khi mà nó quá nhiều cái nguồn tin, quá nhiều cái tư liệu để mình tham khảo. Thì trước tiên là mình phải tham khảo từ gia đình, rồi mình mới tham khảo đến thầy cô, những người đi trước hoặc là anh chị của mình để mình không có bị gặp là rắc rối hay là bâng khuâng trong nhiều cái sự lựa chọn. Và mình phải ưu tiên cho cái sở thích của mình và điều kiện gia đình nữa. Thì những cái đó là những cái tiên quyết. Một phương thức sẽ có nhiều cái cách để mình lựa chọn, nên là lúc đầu thì em cũng hơi băn khoăn. Nhưng sau đó thì tìm hiểu kỹ từng phương án thì em thấy là nó là một cái gì đó, là một cơ hội may mắn để cho mình cái cơ hội mình bước vào trường đại học nó sẽ kiểu rộng mở hơn cho bản thân. Trước sự đa dạng phương thức xét tuyển, thí sinh cần bình tĩnh và cẩn trọng khi lựa chọn ngành trường. Tuy nhiên, hiện tại các em nên tập trung tối đa ôn luyện kiến thức để đạt kết quả tốt nhất trong những kỳ thi quan trọng sắp tới.